quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Suphan Hadawiwan, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Suphan Hadawiwan đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong 77 năm qua. Qua đó đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ năng động của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, Ngài Tổng lãnh sự tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, đồng thời gửi lời chúc mừng ấm áp, thắm tình đoàn kết hữu nghị đến lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Ngài Tổng lãnh sự Suphan Hadawiwan và Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Lào. Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, hợp tác toàn diện Việt-Lào nói chung, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.